một số lượng lớn các hạt hấp dẫn có thể đã hình thành trong một phần nghìn tỷ của giây sau vụ nổ lớn, với lượng dư thừa đủ lớn để tạo thành vật chất tối. Vật chất tối, chất biển chiếm phần lớn khối lượng trong vũ trụ, có thể được tạo thành từ các hạt có khối lượng gọi là graviton, lần đầu tiên xuất hiện trong khoảnh khắc đầu tiên sau vụ nổ lớn. Và graviton là những hạt cơ bản được đề xuất dựa trên khuôn khổ của lý thuyết trường lượng tử, mà sự trao đổi lượng tử của nó có thể tạo ra lực hấp dẫn. Một lý thuyết mới cho rằng những hạt giả thuyết này có thể là di tích vũ trụ từ các chiều không gian khác. Nghiên cứu cho thấy các hạt graviton, nếu chúng tồn tại, sẽ có khối lượng nhỏ hơn 1 mega electron volt, vì vậy khối lượng của một electron không lớn hơn 2 lần một graviton. Mức khối lượng này thấp hơn nhiều so với quy mô mà hạt Higgs boson tạo ra khối lượng cho vật chất thông thường. Đây là chìa khóa để mô hình có đủ các hạt có vai trò trong việc tạo ra tất cả vật chất tối trong vũ trụ. Hạt nhẹ nhất được biết đến là neutrino, nhẹ hơn 2 electron volt, trong khi một proton nặng khoảng 940 mega electron volt theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ. Hiện tại, các nhà vật lý vẫn chưa thực sự quan sát được sự tồn tại của vật chất tối và chỉ có thể quan sát nó thông qua hiệu ứng hấp dẫn của nó đối với vật chất thông thường. Trước đây, quá trình này được cho là rất khó xảy ra, vì vậy, một số lượng lớn các hạt hấp dẫn không thể là ứng cử viên của vật chất tối. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, các nhà vật lý phát hiện ra rằng vũ trụ sơ khai có thể đã tạo ra một số lượng lớn các hạt hấp dẫn đủ để giải thích vật chất tối hiện đang phát hiện trong vũ trụ. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những hạt graviton giả định này trong khi tìm kiếm bằng chứng về các chiều không gian bổ sung mà một số nhà vật lý nghi ngờ tồn tại cùng với không gian 3 chiều quan sát được và chiều không gian thứ tư là thời gian. Theo lý thuyết của nhóm nghiên cứu, khi lực hấp dẫn lan truyền qua các chiều không gian bổ sung, nó vật chất hóa trong vũ trụ của chúng ta dưới dạng các hạt graviton có khối lượng. Tuy nhiên, những hạt này chỉ có thể tương tác yếu với vật chất thông thường và chỉ thông qua lực hấp dẫn. Mô tả này rất giống với những gì hiện đã biết về các đặc tính của vật chất tối. Đó là vật chất tối không tương tác với ánh sáng, nhưng có hiệu ứng hấp dẫn có thể cảm nhận được ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Ví dụ, các nhà vật lý tin rằng tác động hấp dẫn của vật chất tối là thứ ngăn các thiên hà rời xa nhau. Trong thuyết tương đối rộng, lực hấp dẫn được xem như một hiện tượng hình học, là độ cong của không thời gian. Trong vật lý hiện nay, ý tưởng này đã đạt được thành công lớn. Mặt khác, quan điểm của cơ học lượng tử cho rằng lực được tạo ra bởi sự trao đổi các gói năng lượng rời rạc, tức là lượng tử. Các lượng tử khác nhau tạo ra các lực khác nhau. Dựa trên quan điểm này, mô hình chuẩn của vật lý lượng tử tin rằng các tương tác cơ bản được tạo ra bởi sự trao đổi lượng tử và đề xuất lý thuyết về boson đo, chẳng hạn như các hạt có khối lượng tương tác yếu, axion và neutrino, cũng có thể được cảm nhận bằng các tương tác rất tinh vi của chúng với các lực và các trường khác. Lý thuyết dự đoán rằng lực hấp dẫn cũng nên được tạo ra bởi sự trao đổi của một số loại boson, được gọi là graviton. Ưu điểm chính của giả thuyết về số lượng lớn các hạt hấp dẫn là hạt vật chất tối là các hạt này chỉ tương tác thông qua lực hấp dẫn và do đó tránh được các nỗ lực phát hiện sự tồn tại của chúng, trái ngược với các ứng cử viên vật chất tối khác, chẳng hạn như các hạt tương tác yếu cực lớn WIM, axion và neutrino cũng có thể được phát hiện thông qua các tương tác rất tinh vi của chúng với các lực và trường khác. Nhiều nhà khoa học tin rằng WIM là ứng cử viên hứa hẹn nhất cho vật chất tối, nhưng nghiên cứu mới nhất cho biết vật chất tối nên nhỏ hơn WIM. Hiện có một số thí nghiệm tìm kiếm các hạt WIM trên lý thuyết phải được thực hiện dưới lòng đất để tránh bị các tia vũ trụ giao thoa. Thực tế là một số lượng lớn các hạt hấp dẫn hầu như không tương tác với các hạt và lực khác trong vũ trụ, thông qua lực hấp dẫn mang lại một lợi thế khác. Bởi vì tương tác của chúng rất yếu, chúng phân rã chậm đến mức vẫn ổn định trong suốt thời gian tồn tại của vũ trụ, cũng vì lý do đó mà chúng được tạo ra từ từ trong quá trình giãn nở của vũ trụ, tích tụ liên tục cho đến ngày nay. Các nhà vật lý trước đây cho rằng các hạt hấp dẫn khó có thể là ứng cử viên cho vật chất tối vì quá trình tạo ra chúng là cực kỳ hiếm. Vì vậy, graviton được tạo ra với tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các hạt khác. Nhưng nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng trong phần nghìn tỷ giây sau vụ nổ Big Bang, nhiều hạt graviton có thể được tạo ra hơn các lý thuyết trước đây đề xuất. Nghiên cứu phát hiện ra rằng sự tăng cường này đã tạo đủ các hạt graviton có khối lượng để giải thích hoàn toàn lượng vật chất tối mà chúng ta phát hiện trong vũ trụ.
Sự tăng cường này đã gây ra một cú sốc. Các nhà khoa học đã phải thực hiện nhiều lần kiểm tra để đảm bảo rằng kết quả là chính xác, vì nó dẫn đến sự thay đổi mô hình theo cách mà chúng ta coi các hạt graviton có khối lượng là ứng cử viên tiềm năng cho vật chất tối. Vì một số lượng lớn các hạt hấp dẫn được hình thành dưới thang năng lượng của Boson-Higgs, chúng không chịu sự bất định liên quan đến các thang năng lượng cao hơn, điều mà vật lý hạt hiện nay không thể mô tả chính xác. Lý thuyết của nhóm nghiên cứu kết nối các kết quả nghiên cứu vật lý được thực hiện tại các máy gia tốc hạt như máy gia tốc hạt lớn với kết quả nghiên cứu vật lý về lực hấp dẫn. Điều này khiến các nhà khoa học hy vọng rằng họ có thể tìm được bằng chứng tồn tại của các hạt vật chất tối tiềm năng thông qua máy gia tốc hạt rất lớn như máy va chạm hình tròn tương lai FCC của CERN. FCC sẽ có kích thước gấp 4 lần LHC, hiện đang là máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới. LHC nằm trong một đường hầm hình tròn có chu vi 27 km tại biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Nó được thiết kế để thực hiện nhiều thí nghiệm va chạm mặt đối mặt ở nhiệt độ cao giữa các hạt proton. FCC sẽ được xây dựng ngay bên cạnh LHC với chu vi đường hầm hình tròn lên tới 80-100 km. LHC làm gia tốc các hạt proton va đập với các hạt proton để tạo ra các va chạm đạt mức năng lượng cao nhất. Tương phản với LHC, cỗ máy FCC có thể gia tốc các electron va chạm với các bản sao phản vật chất của chúng là các hạt positron tại mức năng lượng 35 lần thấp hơn so với LHC. FCC có các nam châm khổng lồ mạnh gấp đôi so với LHC, đủ khả năng để khiến các chùm hạt va chạm vào nhau với khí lực 100.000 tỷ electron volt, tương đương mức gia tốc hạt nhận đến từ 10 triệu cú sét đánh. Máy gia tốc hạt FCC hứa hẹn giúp giới khoa học khám phá những điều bí ẩn của vật lý, vượt qua cả mô hình chuẩn phổ biến của các nhà khoa học bằng việc kiếm tìm độ sai lệch giữa sự phân rã của Higgs và các dự đoán của mô hình chuẩn. FCC có thể được coi như một nấc thang để máy gia tốc proton trong tương lai khác có thể đạt được mức năng lực cao gấp 7 lần so với LHC để có thể tìm ra sự tồn tại của những hạt mới, vốn chỉ được dự đoán là tồn tại bên cạnh electron positron. Cỗ máy FCC này có thể ở mức giá tới hơn 16 tỷ USD. Và theo kế hoạch, máy gia tốc này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2035